Ngày 13 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Dần, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chủ trì Tủ đình Phổ Quang, cùng Chư Tôn Đức Tăng, Đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã vân tập về Tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tham dự khóa tu Bát Quan Trai, một ngày đêm an lạc. Mở đầu cho ngày tu học, Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức Tăng thành kính niệm hương cúng dường Tam Bảo và chư vị tiền bối tổ sư. Toàn thể Phật tử đồng lễ tạ và cầu nguyện cho một ngày tu học được thành tựu. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức cùng Chư Tôn Đức Giới Thọ Sư, toàn thể Phật tử đã thụ lãnh giới pháp, phát hiện thọ trì giữ gìn nghiêm túc 8 giới trong một ngày một đêm. Trong kỳ tu học lần này, toàn thể đạo tràng Phật tử đã thực hiện các thời khóa tu học bao gồm khóa tụng kinh chuyển pháp luân, khóa tụng kinh dược sư dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư. Dịp này, trong thời khóa nghe thuyết pháp, đạo tràng Phật tử khóa tu đã được lắng nghe lời pháp thoại do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Giáo Thọ Sư khóa tu chia sẻ với chủ đề đời người chúng ta chỉ sống một lần, xin hãy quý trọng thời gian. Theo Thượng tọa, có hai thứ quý trọng nhất trên cuộc đời này của mỗi con người, đó là sinh mạng và thời gian. Qua bài giảng, Thượng tọa khuyến tấn quý Phật tử biết gìn giữ sức khỏe và quý trọng thời gian của bản thân, từ đó nỗ lực tu tập, tịnh hóa thân tâm để có một đời sống an lạc, hạnh phúc. Được biết, chương trình tu học của đạo tràng Bát Quan Trai Tổ đình Phổ Quang sẽ được duy trì đều đặn cứ 2 tuần một khóa vào các ngày chủ nhật và được tổ chức theo cả hai hình thức tu học trực tiếp và online. Phật tử tham dự khóa tu đều chung một nguyện vọng và khát khao được đón nhận Phật Pháp để chế tác được năng lượng bình an cho tự thân, làm bước đệm cho những bước tiến mới trong đời sống tâm linh bằng cách áp dụng và thực tập nhiều hơn lời Phật dạy vào đời sống thực tại của mình. Vì những lợi ích thiết thực từ khóa tu mà mỗi khi khóa tu được mở ra thì lại có thêm nhiều Phật tử về chùa tham gia tu học, tu tập cùng đại chúng, cùng an vui và có thêm nhiều lợi lạc.